Vừa rồi em lên cái clip 35 này nhiều anh em hỏi quá, nhưng mà có mỗi một cô công nhưng có một hoàng tử thì nhiều nhiều người chọn quá rồi đấy. Thì con này là lứa sau này, đàn em một trí này, mỏ dài, đeo cái vòng xanh đấy. Đấy. Đực lẻ nhá, đực lẻ sao số luôn đấy anh em ạ. Anh em nhìn anh em kết luôn, con chim tướng tá chườm chim dài chim đấy. Lên sóng cho anh em là mã số 45 nhá. Mã số 45. Đeo vòng xanh chân phải. 650k bao ship. Anh em nào cứ chơi những con đực lẻ mà muốn lên khách. Tố chất chim bộ to âm tốt, bộ âm thổ. Anh em cứ chốt cho em. Đấy. Dòng này là mới chưa có cườm đâu. Bộ đã to này, mắt mỏ nó đen đỏ. Đấy. Tướng phách con chim rất là trường chim. Mình những con kinh nghiệm những con chim đực mà lên chim thường những con mỏ rất là dài, chân dài. Anh em yên tâm là một cái điều như vậy. Móng này không lỗi tật gì anh em nhé. Clip số 45. 45 em lên sóng cho anh em. 650k. Anh em chốt nhanh cho em con này nhé. Con này tố chất cực kỳ luôn này. Nhìn mắt mỏ này. Thôi rồi mắt nồi này. Mỏ dài đầu này. Con này mau mỏ cực luôn. Đấy. Con này em nọc 6 con ra để em chọn con to nhất đẹp nhất em bán cho anh em nhé. 6 con. Đấy. Nọc một con đực lẻ chúa chuồng lên sóng cho anh em luôn để phục vụ anh em. Mưa gió hôm qua là mưa gió là em không lên được video này, lên mù một chút. Hôm nay thì là phao xám anh em nhé. Phao xám. Clip số 45. Clip số 46 này. Con 36 thì em bắt rồi, em bán chốt rồi nhé. À con 35, con 35 bán chốt rồi. Con này thì tuy nó còn non thôi nhưng mà nó cũng rất là tố chất. Anh em ạ, trông nó non thế thôi nhưng mà con này rất tố chất luôn. Kỳ tố chất luôn. Con này clip số 46. Đấy, báo giá chọn gói là 600k anh em nhé. 600k chọn gói bao ship. Chim 500 ship 100. Anh em nhìn con này ưu điểm là chân đỏ. Có một cái vòng màu màu như thế này. Em gọi là màu màu vàng vàng. Đấy. Con này thì vừa nay em cũng tách ra bởi vì là nó cũng đánh nhau tợn quá. Chúa chùa. Tách ra. Đấy. Mắt đỏ lắm anh em ạ. Con này lên chim. Đấy, móng. 600k anh em nhé. Đấy. Lì chơi, nhìn lì chim kinh khủng luôn. Clip 46. Anh em nào chơi được lẻ thì khi chim khách thì chơi một con ra chơi thì chọn cho em những cái clip như thế này nhé. Đấy. Con này rất là ok luôn anh em nhé. Đấy. Chân đỏ, móng vảy không lỗi gì cả. Clip số 46. Số Zalo, số liên hệ của em là 0335305982. Hẹn gặp lại anh em một cái clip sau nhé.